khi cho nó mãn cái kiếp trần này, ngài mới trở về quy tiên cửa Phật. Mãn nữa rồi biết chừng nào? Mãn nữa rồi biết chừng nào? Ông muốn về để mà cứu độ ba tánh chúng sanh, cũng như mà về phóng về hơi sớm, lực chưa đủ huệ, chưa đủ lực, rồi cho nên là chưa có về để thẳng nguyên thủy, chỉ ẩn hiện, chưa gì được nguyên thủy, thành ra cũng chưa làm được cái gì chứng tỏ, chưa làm được cái gì cho ba tánh để thấy được. À, thì nói chung ra thì về phần tâm linh này á, tôi nói á, có ham thì cũng không được nha, nhưng mà được rồi có bỏ cũng không biết bỏ cho ai. Để đi cậu góp. Uống đi cậu, Dạ, anh em ngồi uống nước. Dạ. Thì nói chung ra có đôi khi cậu, đôi khi tôi kêu anh đi, tôi xưng anh nha. Có đôi khi anh cũng tự anh cũng chắc cho bản thân anh. Thì bây giờ sao ông không chọn, không lựa những người nào mà nó rảnh tay rảnh chân hay là hoặc cái gì đó ta đang cần đó, ông chọn vô lễ mấy người đó đi, nó phục vụ ông mạnh mẽ hơn, à, được đi đó đi đây đồ này kia. Còn nếu mà ông chọn chúng hay chăng, tôi mầm vườn mầm gậy chết. Sao mà chị cũng hơi hẹp cho ông, nhưng ở đây chấm lắm. Thấy con chấm hoài đây, nói chung ở đây con chấm hoài hoài tôi viết chữ luôn mà. Thì nói chung ra là bây giờ á, cũng như anh giờ anh cũng có nói với ông những gì thấy được á thì anh mới tin, còn nếu mà cái gì chưa thấy là anh chưa biết. Thì cho có đôi khi cũng lắm lúc á, ông đi công chuyện đó thì ông phải dẫn cái hồn anh theo. Mới đây khoảng cỡ từng lễ thầy nếu mà về đang giống như chú về phải không? Chú về có gặp điện phải không? Là con ở đây bắt đầu là ở trong mình, nhưng mà hiện ra cái là chú ở đây chú nhìn mặt là chú dằn rồi, lại biết như thầy đó vậy đi ha, mà về phần căn luôn á. Rồi lại miếu chị ha, mà nghe tiếng trống cái là bay vô bằng trong ngồi liền. Thì tiếng trống biết rồi, chứ nó biết rồi. Là bay cái bàn gì đó, là bay vô đó. Đi vào coi như là cái bay vô bằng trong liền luôn. Rồi bắt đầu cái người kia vừa về nhìn mặn cái chạy mất tiêu luôn. Chứ cái lập liền. Chắc là không gì. Mà đi đâu rồi nữa không ai làm được gì. Làm sao được làm? Thì bây giờ á thì cái xác á thì cũng muốn nóng lòng để là cho Trần Thế biết ông. Nhưng mà cũng nãy tôi cũng có khuyên với ông, thôi ông đi cứ đi tu đi, ông tu cho đắc quả vị đi, cho đủ công lực đó, rồi ông về ông giúp cho bá tánh Trần Thế được cái gì đó, thì bá tánh thấy được thì bá tánh sẽ cho ông là một vị thần hay là một dương gì đó. Chơi giờ dù dương hay là một vị thần, tôi nói cả luôn ông chư vị và ông sơn thần, ông chưa làm được cái gì ông xưng cũng không ai tin ông đâu, cũng không ai nghe ông hết. Ông chưa làm được cái gì cho bá tánh chứ, thì buộc làm sao bá tánh mà nghe ông này như vậy. Chú về sao mà sao chú về cũng không được luôn. Sao kỳ vậy? Không có về, nhưng mà thật sự ra ông nhảy vô mình, ba ông nhảy vô mình thủ rồi. Nãy giờ là dòng đó có hết rồi đó. Ông nhảy vô thủ hết rồi, chứ còn về thì ông chưa có về. Mà nói đúng hơn là chú không cho về. Thì trước khi ông về là phải có một cái vấn đề gì, bệnh tật hay là bệnh hoạn hay gì đó, thì thôi giữa hôm nay thì hồi nãy chú cũng có nói với các ông, nói thôi ông gái đi tu đi cho đắc quả vị đi, ông về ông cứu bá tánh chúng sanh, rồi bá tánh chúng sanh ông thấy ông giúp được cho bá tánh và bá tánh tôn ông lên đó. Chứ giờ ông khỏi đi đâu mà để cho bá tánh hay là hoặc là ai để nhìn ông là ai hết. Như cả ông chi vị, ông sơn thần ấy, thì ông cũng chưa có kêu ai nhìn ông hết.
Nhưng mà chỉ có một cái thì giờ những gì ổng làm được đó thì bá tánh biết ổng thì đi lại ổng vậy thôi. Tại cái tháng này còn nóng nè, uống giấy ra liền nè, uống cho biết luôn rồi chưa mà. Chung mà chắc nhà anh ảnh kèm không được. Nhưng như xác mình đâu có biết gì đâu. Nói chung ra thì cái xác còn cứng quá. Đây. Giờ đi đâu làm đâu đâu được đâu. Ở nhà đâu có phải dễ đâu. Giờ đi chú này, làm đi cũng đâu được ở nhà. Bị ổng đấm, ổng đẻo, ổng đập là 4 năm trời. Nói ra thì cái bệnh viện Sài Gòn với Cần Thơ với An Giang mình thì có hết 4 năm đó. Giờ bác sĩ trả về nữa nó không sống không quá 4 tháng mà. Mổ 3 lần mổ không được. À, còn thuốc gây mê của người ta gây mê vô thì 3 phút mà, 2 phút, 1 phút mà ta mê rồi. Còn cái này dán vô rồi cũng không được, không được chích thêm mũi mê nữa không được. Không được thôi mình mê đi chứ, đừng hỏi nó chích nữa. Chú cũng không biết sao, nhưng mà chú thì cũng đâu có thích cái chuyện này đâu. Đang làm tiền không có bỏ chơi. Chú có thích cái này đâu, nhưng mà cái chuyện đó giờ bỏ cho ai đây? Bỏ đi nằm bệnh viện. Em cũng về tới đây muốn nằm bệnh viện hay muốn ngồi thôi mình về cái xác của mình về mềm mềm chút ha, để cho ông tu rồi ông đắc quả vị ông về. Ông về thấy hồng hồng quá trời. Xác mình biết cầm nha, cầm gì chưa ra thì muốn đốt đốt được mà muốn lại lại không được luôn. Kỳ lại chùa ha, lại chùa ha, chức Phật bảo kia vậy ha. Rồi cụ quyền của ông bà cha mẹ mình quỳ không được luôn, có Phật đổ luôn, cầm tôi nói mà dò muốn chúi xuống quỳ không được được. Không cho quỳ. Nhưng như anh là muốn thắp cây nhang đó nhưng mà thắp không được. Thắp không được. Ý anh nói gì đó. Có nghĩa là con lực bất đồng tâm là muốn bây giờ xích lòng đó mà không có, tâm có người mà không được. Không có điều khiển mình được. Cũng như giờ cái ông đã dựa vô trong cái xác này rồi thì nói chung là ông không có nhỏ hơn ai hết. Thì đâu có ai mà ông quỳ xuống đâu. Quỳ không có được, muốn quỳ lắm, quỳ không được. Kỳ gì. À, nói đúng ra hơn á thì bị gì ông cũng có một cái cũng quá hơi cứng. Thì bây giờ ông muốn mượn cái xác của Trần Thế thì ông phải qua cửu quyền. Từ cửu quyền mới có cái xác này. Chứ cái xác này không có trên trời mà rớt xuống mà ông không hỏi là không được. Vì mang này rồi thì bây giờ các ngài từ trên thiên đế xuống, nhưng mà các ngài xuống dưới ngũ hành này để mượn cái xác Trần để ngài tu thêm một kiếp nữa hết đó. Khi cho nó mãn cái kiếp Trần này ngài mới trở về quy tiên cửa Phật. Mãn nữa rồi biết chừng nào. Mãn nữa rồi biết chừng nào. Bởi vì nóng làm sao đắc quả vậy? Trời ơi ngài, trời ơi, tỉa đến tay thì làm sao mà tay nữa. Bây giờ cứ nóng tánh như vậy rồi ngài nóng như vậy rồi hỏi cái xác nó nóng nữa rồi sao rồi làm được gì cho ba thằng này? Tới giờ cận kề rồi. Ngài có nói đây là xác gì? Đây là xác của tao mà. Ba dành của ngài đâu? Sao nó có xác mà? Chờ tao đem xuống mà. Thì không phải có cũng từ có cha mẹ của xác này sanh ra. Muốn bụng nuôi ra thôi. Dù có mượn bụng cũng phải nuôi cái xác này lớn lên. Chứ đâu phải cái xác này từ ngài của ngài đem xuống mà rồi các đầu tự không có người nâng đỡ, không có người luôn một ngày thủ ba ngày gì đó. Bây giờ ngài cho về đi, ta không có vụ mà gì đâu. Thôi một mình nên ngài về thôi. Thôi ngài cho về đi, tại ngài trước ta, không phải là trước, chứ nghĩa là trước. Cái xác này, có người muốn về trước, ha.
thì ngày uống nắng trước con to được. Ngày muốn cho về thì về, muốn không thì không. Giờ ngày cho về đi, chứ ngày ấp ấp mở mở làm gì. Ba mà một lời nó đi đầy đầu quá mà nó đây mà muốn quanh muốn này kia đâu. Chỉ nói chuyện với nhau thôi mà, chứ có quanh gì đâu. Tại sao không cho về? Nói chung về á, nó phải có những cái gì nó về nha. Còn mình ở đây thì bây giờ thôi uống nước đi. Thì bây giờ ngài muốn về thì ngài về cái xác của ngài về đã đi. Chị vừa bụng chưa? Nghe ngài nói thì ngài cho về đi. Gặp thử coi sao. Hả? Chứ như vậy nó khó lắm. Ta mình về đi, đúng không? Mình nói chuyện để cho người ta tin với nhau, đúng không? Ở đây người ta tin rồi, ngày về người đó gì đó. Ở đây về kia, ở đây cũng nói rồi, đây là người đó gì đó. Thôi giờ tôi cũng nói với ngài gì. Bây giờ ở đây ai ta cũng biết là sắc của chi vậy? Nha, của chân thần của nhưng chị, ta không thấy à. Bây giờ không thấy thì ngài đi, cứ đi dài dài theo xóm này ngài hỏi nha. Ta muốn tặng á, giờ nó chưa có đôi khi mấy ông đi công chuyện rồi nha. Dài dài đi theo xóm này nè, hỏi nè vô coi ông chi sơn với ông chi vị, ông chân thần về làm gì được cho bá tánh rồi chưa? Nếu như chưa được á thì ngài quay trở lại đi ngài hỏi. Người ta muốn giờ ngài cho về đi. Không, còn ngài muốn biết ngài á là gì, ngài là ai thì để cho bá tánh trần gian này nó coi ngài, chứ không phải xác chi vậy coi ngài. Ngài hiểu chưa? Ngài làm được cái gì cho bá tánh dưới trần này chưa? Hay là về ngày nghiến răng? Ta cũng đang làm chứ bộ. Thì làm thì để đó cho bá tánh là người ta coi ngài là cái gì. Bây giờ chi vậy là cái gì tôi cũng không biết. Ngài nói, bây giờ đi ngài không nghề thủ. Đó ngài dẫn sang ngài đi nhà theo đây đi. Rồi ngài hỏi. Đó rồi coi như vậy là chi vậy ông làm được cái gì cho bá tánh chưa? Chứ tôi thấy ngài chưa được cái gì đâu. Ngài chỉ về nghiến răng thôi, chứ chưa được cái gì hết. Nói ngài về không được, ngài nói đi. Chứ đừng có nói vòng vòng này chia dụ ta. Ngài giỏi thì ngài về đi. Ngài không có giỏi mà ngài kêu này kia nữa. Nó ngài giỏi thì ngài cứ về ba mừng một lời. Thôi bữa nay anh em lại chơi cũng có gì đâu mà về. Về thì nói chuyện nhau chơi. Đây cũng lẽ nói bình thường thôi. Cho chơi nói cho nó dễ. Ngài cứ đòi hỏi chờ ông về. Đặng nói ngài là ai gì cho bá tánh tin. Không nói nhiều nha. Nữa, ngài cứ bất lỗi to con. Ngài giỏi thì ngài về đi. Còn không thì thôi chứ đừng bắt bẻ to nữa. Thôi.